Ok, say hello mẹ. Hello. Rồi, xin chào cả nhà. Hằng về tới Việt Nam được 3 ngày rồi mà Hằng bị bệnh nha cả nhà. Bị bệnh rồi ngủ quá trời ngủ luôn. Bệnh bây giờ mặt mày nó sưng nè. Đó, thấy mặt sưng không? Cái phim mà các bạn xem cái bữa xuống phi trường nó khác, còn bây giờ nó sưng nha. Để vài bữa nữa coi. Ngủ nó sưng á. Người bệnh bệnh nha, nói chung là bệnh mấy ngày nay luôn rồi. Cũng ở nhà, về tới nhà chị Dung rồi thì ở nhà để cho khỏe chừng 1 tuần hoặc 10 ngày thì Hằng bắt đầu sẽ tính những cái công việc mà Hằng phải làm. Còn hiện tại thì hôm nay thì Hằng muốn nói chuyện một chút xíu về anh Mía, thông báo tới cho quý vị khán giả, những người quan tâm anh Mía lâu nay thì Hằng dẫn anh Mía về chơi như thế nào. Ok, rồi bây giờ Hằng sẽ nói chuyện về anh Mía. Trời Rồi bây giờ ơi. hỏi anh Mía nha, anh review anh Mía chút nha. Anh Mía về đây 3 ngày rồi, thấy sao? Về Việt Nam 3 ngày vui không? Cũng vui lắm. Cũng Ở vui đâu lắm hả? cũng bằng Việt Nam. Việt Nam thì vui. Tại vì cha sinh mẹ đẻ ở Việt Nam mà đâu có phải sinh ở Mỹ đâu. Cho nên là cái nhớ ở Việt Nam không đó hả? Rồi thì nè Hằng, thật ra thì Hằng muốn nói một chút xíu về anh Mía nha. Thì lúc mà anh Mía còn ở bên Mỹ mà Hằng nói để dẫn anh Mía về Việt Nam đó, thì có chọc chọc là nói là dẫn về để cưới vợ. Thì thật ra mà nói thì anh Mía, Hằng cũng đã từng có nói rồi. Giống như anh Mía là người mà khi Hằng gặp ở ngoài, anh Mía đi homeless, đi lang thang ở ngoài đường, nhưng anh Mía là người không có vướng vô tệ nạn xã hội. Cho nên thì anh Mía rất là hiền. Cho nên lúc đó thì anh Mía nghe lời Hằng và chịu để Hằng giúp đỡ, để vô mướn phòng ở này kia rồi có cuộc sống. Thì cho tới ngày hôm nay thì anh Mía vẫn nghe lời Hằng, vẫn chịu ở ở nhà chứ không còn đi homeless giống như trước nữa. Thì một thời gian gần đây thì anh Mía không còn ở nhà chú Khôi nữa. Thì thấy vậy thì Hằng nói thôi cũng không có đem đi đâu mướn phòng nữa, tùm lum mắc công nữa. Rồi đôi khi có gì người ta cầm lên đồ cũng phiền, Hằng mới nói thôi về nhà Hằng ở luôn. Rồi cũng ngủ sofa vậy được rồi. Rồi sẵn đi Việt Nam thì Hằng dẫn về. Thì thật ra thì nói nếu như mà cưới vợ cho anh Mía thì đây là Hằng nói đây sẵn, đây là chị đang gọi, đây là chị tên là chị Sòn. Chị Sòn này á thì Hằng cũng muốn nói luôn cho quý vị khán giả biết. Cái phone này nghe thì Hằng nói thật sự nếu như mà có một người thiệt mà để thương anh Mía, mà một người đó là phải là đàng hoàng, một người lam lũ hay gì đó mà không có kiểu mà đua đòi buông chen, nói mà cưới để mượn đường qua Mỹ xong rồi bỏ hay gì đó, thì đương nhiên cái điều đó là Hằng là người bảo bọc anh Mía, thì đương nhiên Hằng là người không bao giờ đồng tình với cái chuyện là muốn cưới vợ cho anh Mía đem qua mà để kiếm một người mà để có thể qua mượn con đường qua Mỹ rồi bỏ anh Mía, thì đương nhiên chuyện đó là không có rồi. Tại vì Hằng cũng đã, Hằng và anh Don cũng tự nói với cái lòng rồi, anh Mía rất là hiền và không có một cái dính vô một cái tệ nạn gì của xã hội. Cho nên Hằng có cho anh Mía ở đi chăng nữa, trong nhà Hằng Hằng cũng bảo bọc anh Mía, cái miếng ăn thì nó không có bao nhiêu, nhưng thực sự bệnh hoạn thì có chính phủ lo rồi, vì anh Mía có quốc tịch Mỹ đó. Thì Hằng cũng nói nếu nếu như ở Việt Nam nha, có một người phụ nữ như vậy, Hằng cũng sẵn sàng kiếm một người phụ nữ để anh Mía, nếu anh Mía chịu, anh Mía thương, nếu hai người tìm hiểu với nhau thương, thì Hằng sẵn sàng làm một cái cầu nối và để cưới vợ cho anh Mía thật sự, để qua cho anh Mía có bầu bạn. Thì cái lý do cưới vợ cho anh Mía ở đây như thế nào Hằng cũng muốn nói luôn, để đôi khi đây sợ rồi một là gia đình anh Mía không hiểu thì sẽ nói cưới vợ như thế nào, hoặc là gia đình hay là những khán giả lâu nay cũng quan tâm về anh Mía đó. Thì cái thứ nhất thì Hằng muốn nói ở đây, đây chị Sòn,
Chị Sòn này thì cũng khoảng 40 tuổi rồi. Thì chị Sòn là người mà thực ra là chị dâu của Hằng nha cả nhà. Chị dâu của Hằng mà các bạn biết chị dâu của Hằng mà thôi anh của Hằng rồi. Nhưng Hằng vẫn coi chị là giống như chị em ruột của Hằng. Thì đương nhiên các bạn biết là lâu nay giữa sống trong gia đình mà của Hằng thì Hằng biết như thế nào thì Hằng mới dám sẵn sàng giới thiệu để cưới cho anh Mía, đúng không anh Mía? Ví dụ chị là chị dâu của Hằng nhưng chị với anh của Hằng đã thôi nhau, nhưng mà thôi nhau đương nhiên cái đó là biết là một cái ông anh mình sống với chị cũng 20 năm nhưng mà cũng có con, nhưng mà tại vì mình biết anh mình như thế nào. Chị Sòn nuôi ba mẹ của Hằng lúc ba mẹ Hằng còn sống. Hằng thì mấy chị em gái không có để nuôi ba mẹ được, mặc dù bỏ tiền ra nuôi, nhưng chị Sòn là người nuôi ba mẹ của Hằng cho tới tới già, tới ba mẹ của Hằng chết luôn á. Cho nên Hằng coi chị Sòn giống như chị em ruột của mình đó, biết không? Cho nên Hằng coi giống như chị em ruột của Hằng. Thì thật ra chị Sòn cũng rất là lam lũ, kiểu người phụ nữ không có kiểu mà bon chen á anh biết, hiểu không? Cho nên á Hằng mới nói là Hằng giới thiệu cho anh Mía thử coi anh Mía có quen được với chị hay không, hai người cứ làm quen với nhau thử coi có được hay không. Nếu như được thì sẽ tiến tới, và anh Mía có một cái người bầu bạn cho lúc tuổi già ở bên Mỹ để mà Hằng đỡ đỡ phải nhắc nhở anh Mía. Thì cái thứ nhất Hằng nói, nếu như Hằng đã cưới cho anh Mía đem qua bên đó thì đương nhiên Hằng là người bảo bọc cả anh Mía và chị Sòn luôn, chứ không phải là nói cưới vợ cho anh Mía đem qua Mỹ rồi để anh Mía làm gì, để sống sống bằng cái gì. Thì đương nhiên cái đó thì nếu Hằng là người bảo bọc anh Mía thì anh Mía vẫn là sống một cái cuộc sống trong gia đình của Hằng. Chị Sòn qua, chị Sòn vẫn ở trong căn nhà của Hằng làm việc cho Hằng, Hằng vẫn trả lương, vẫn trả lương, hai vợ chồng anh vẫn có cuộc sống, hiểu không? Giống như là chị Sòn không cần đi ra làm ở ngoài, không cần bon chen ở đâu, không cần đi bon chen ở đâu để kiếm tiền. Chị Sòn chỉ cần qua ở nhà với Hằng giúp làm việc cho Hằng, Hằng vẫn trả lương. Thay vì anh Mía cũng thấy hiện tại Hằng cũng đang mướn người ta làm việc nhà cho Hằng mà, đúng không? Anh Mía ở trong nhà Hằng cũng có người nấu cơm cho anh Mía ăn à. Alex ở trong nhà Hằng cũng có người nấu cơm cho ăn luôn á. Đó mấy người này đó, thì Hằng vẫn mướn người nấu cơm lo trong gia đình. Thì thay vì Hằng cưới vợ cho Mía, cưới chị Sòn qua, chị Sòn vẫn làm việc cho Hằng, Hằng vẫn trả tiền trả lương. Và Hằng cũng có nói rồi, Hằng nói nếu mà cưới qua thì Hằng sẽ xây một cái phòng, sửa cái phòng ở phía dưới nhà, ở phía sau vườn đó anh biết, rồi xây toilet rồi này kia, hai vợ chồng có phòng riêng sống ở dưới đó, sống riêng để cho nó thoải mái. Rồi cũng trong khu vực nhà của Hằng thôi, nhưng mà đó là sống riêng, có phòng riêng sống thoải mái. Thì ở đây Hằng cũng muốn thông báo nói như vậy để cho quý vị khán giả xem, hoặc là gia đình của anh Mía xem, để mà hiểu rõ cái vấn đề Hằng muốn làm một cái cầu nối thật sự để cưới vợ cho anh Mía đó. Thì đương nhiên Hằng là người bảo bọc anh Mía, Hằng không thể nào lựa một người phụ nữ qua đó để mà bon chen, để mà mượn con đường qua Mỹ rồi bỏ anh Mía. Đương nhiên điều đó là Hằng không có đồng tình, Hằng không có chịu điều đó. Thì thực sự nếu mà chị Sòn thương anh Mía thật lòng, thương thật lòng nha, mình đừng có nghĩ tới cái vụ lợi gì để mình đi Mỹ nha, mình đừng nghĩ, mà mình coi Mía là một người hiền lành hơn chồng của mình rất là nhiều, chồng trước của mình rất là nhiều, không có uống rượu, không có chửi thề, lâu lâu có khùng chửi tiếng chửi mình đó, mà bị ăn chửi hoài à đó, chứ không có chửi ai hết trơn á ha. Rồi không có kiểu mà uống rượu quậy quạng cái gì cũng không có, mà coi như mình có một người chồng để mình hủ hỉ, mình thương người ta thật lòng, mình bảo bọc để mình nhắc nhở, có đôi có bạn sống với nhau vậy thôi. Nếu được thì chị Sòn có thể tìm hiểu về tới anh Mía, rồi nếu như anh Mía có cảm tình với chị Sòn thì hai người cứ tìm hiểu. Nếu được Hằng sẵn sàng làm một cái cầu nối, Hằng cưới. Và Hằng nếu thực sự Hằng
đã chấp nhận cưới vợ cho anh Mía. Hằng là người bảo bọc cuộc đời của anh Mía, cho dù như thế nào Hằng cũng vẫn là bảo bọc cuộc đời của anh Mía, hiểu không? Hồi trước giờ Hằng và anh Don cũng đã từng nói rồi, cho dù cưới vợ cho anh Mía hay không, nhưng Hằng với anh Don cũng đứng ra hứa là bảo bọc cuộc đời anh Mía, cho anh Mía ở trong gia đình của Hằng coi như một người anh, coi như một thành phần của một cái gia đình, chứ không thể nào bỏ cho anh Mía đi homeless giống như trước được nữa. Tại vì anh Mía không có một cái tệ nạn xã hội gì hết, chỉ có một cái bị sốc về tinh thần hồi xưa rồi vậy thôi, chứ hồi xưa anh Mía vẫn là một người bình thường, có vợ có con. Khi vợ bỏ, tinh thần yếu quá bị sốc thì bị hơi khờ vậy thôi, chứ không có bị cái gì hết. Thì đó, thì anh Mía cảm thấy như thế nào? Anh Mía có muốn tìm hiểu với chị Sòn hay không? Cái đó thì phải tìm hiểu chứ. Ừ. Còn đi theo một cái đường sao tương lai thì phải mình phải tìm hiểu nhiều nữa. Ừ. Chứ đâu lúc mình không biết, không lại chỉ gặp nhau thấy thương liền là thương liền sao đâu được, đúng không? Ừ, đúng rồi. Đà, mà phải tìm hiểu những điều gì trong cái sự quan tâm của những người họ quan tâm mình. Ừ. Thì mình phải tìm hiểu những điều đó. Ừ. Với lại đối xử với mình như thế nào. Thì hiện tại thì cứ làm quen hai người coi như là bạn đi ha, hai người coi như bạn, rồi có thể nói chuyện trò chuyện với nhau, rồi chị Sòn thì có thể cũng trò chuyện với anh Mía, nói chuyện coi như bạn, rồi nếu như hợp thì chuyện đó thì mình mới tính, chứ không phải là không phải là dạng mà kiểu như nó ép về kêu cưới là cưới không cần thương, thì cái đó thì mình đâu có ở được, đúng không? Phải thương mình mới ở được, đúng không? Ừ. Thì hồi ở bên Mỹ thì thỉnh thoảng là anh Mía cũng có gọi nói chuyện với chị Sòn, nói chơi một hai lần vậy thôi, nói chuyện điện thoại cũng nói vài lần chứ cũng không có nói cái gì nhiều. Thì bây giờ về đây nè, sẵn gần gũi thì cứ trò chuyện với nhau coi có hợp hay không. Bởi phải không? Mình tiếp xúc đối chuyện, nói chuyện cho thì cho nó đoàn hòn chút thì thì được rồi. Mà theo cái ý của anh Mía, có Hằng hỏi thiệt nha, anh Mía trả lời, anh Mía đừng có mắc cỡ. Anh Mía có suy nghĩ là có khi nào muốn bước thêm một bước nữa cưới vợ hay không? Hay là đôi lúc mình có, tại vì một 50-50 không lần mình thấy đã thấy không khó khăn rồi, đúng không? Mà mình phải tìm hiểu, nếu mà 50-50 á thì cái đó, cái sự xung hợp của hai người á thì nó khốc liệt với nhau. Thôi dòm trên camera này, đừng dòm Hằng, tại Hằng dòm Hằng, tại vì Hằng nói chuyện với Mía thì Mía phải trả lời chứ Mía không nói Hằng. Bây giờ dòm Sòn coi, dòm Sòn coi, chị thấy Sòn có hiền lành dễ thương không? Cũng hiền lành chứ, lòng người thì mình đối diện với nhau thì phải hiền lành rồi, đúng không? Rồi về trong tương lai thì không biết, đúng không? Mình đâu có biết tương lai của mình. Rồi còn chị Sòn thì sao? Nếu như mà chị Sòn quen anh Mía tìm hiểu vậy, thương mình có nghĩ gì về một cái gì không? Hay là mình chỉ có muốn một cái người bầu bạn tương lai cho cuộc đời vậy thôi? Thì Sòn cũng đã lỡ hết một lần rồi, có người chồng như vậy rồi. Thì đó, bây giờ nếu gặp được cái người mà hiền lành, thật sự thương nhau thì bầu bạn về già. Đó, coi như là nâng đỡ với nhau, bầu bạn về già thôi. Chứ Sòn không có nghĩ cái gì. Được. Thấy anh Mía lâu nay thì cũng nói chuyện qua phone không à, không có coi đâu, có coi YouTube của Hằng. Rồi thấy cũng hiền, nhưng mà thật sự bây giờ về gặp rồi thấy cũng hiền, cũng dễ thương. Cũng hiền, cũng dễ thương kìa Mía. Đúng rồi. Thấy không? Mà cười có duyên. Chứ con người đôi khi nói chuyện khùng khùng chứ cũng mắc cười đó. Hằng cứ nói là nói chuyện khùng khùng. Yeah, không, dễ thương lắm.
đôi lúc nói chuyện với Hằng mà Hằng nọt nộ quá, sợn quá, nọt lại. Nọt lại đúng rồi. Đó, vậy chứ là khi đó hả, tức muốn chào muốn họng nổi điên. Bởi vậy that's why Hằng mới nói, Hằng muốn kiếm một người để mà lo tiếp cho anh Mía, là nhắc nhở anh Mía. Chứ bây giờ Hằng bảo bọc cuộc đời anh Mía, mà Hằng lo cho rất là nhiều người luôn, mà nên Hằng lo đâu có sể. Mà anh Mía có được một người thật sự thương anh Mía, thì Hằng nhẹ biết mấy rồi. Mà ví dụ qua đi, bây giờ ở chung trong nhà để mà đi làm, đừng có, anh Mía thì đi dẫn đi với Hằng, có khi Hằng đi làm việc thì đi theo Hằng quay phim, còn không quay phim dẫn đi theo đi chơi vậy cho nó cũng thoải mái, sinh hoạt cũng bình thường. Còn chỉ sòn qua thì làm việc nhà cho Hằng, rồi hai vợ chồng có một cái phòng Hằng lo cho sống, có cuộc sống, thì Hằng nghĩ thì không có gì phải khó khăn đâu, miễn sao sống an phận, có cuộc sống hạnh phúc là được rồi. Đi về rồi không muốn trở về Mỹ thiệt đấy chứ. Bây giờ ở đây làm gì sống chứ. Ở bên Mỹ người ta bệnh cũng khỏi cần tốn tiền nha anh Mía, còn ở đây mình bệnh mình không có tiền là không có được chết á. Còn bên Mỹ nè, bây giờ anh Mía nhớ mà vô phi trường Mía đội ginh mấy cái thùng Hằng không cho, Hằng nói để kêu người ta ginh. Anh Mía ginh lỡ nó cụp xương sống tiền đâu chị bệnh. Còn ở bên Mỹ hả, chị bệnh không có tốn đồng bạc, phải không? Làm già rồi kêu mấy cái này cũng đâu có nặng ginh đâu. Vô phi trường đó, đồ chạy ra, ổng nói đồ kìa không lấy. Nó không, không lấy, bỏ đó. Tụi nó nói ông bỏ đó, ông mà bưng một cái ông gãy xương sống rồi đó. Cái này chạy quanh á, đâu đâu để rinh ra, không cho. Ở Mỹ mình lỡ mình có bệnh, còn chị bệnh không có tiền rồi qua đây. Nhỏ con rinh cho nó to con lại một chút nữa cũng cho, chứ bây giờ nhỏ thêm nữa. Rồi xong rồi. Có những cái comment khi mà chắc không có hiểu, nghĩ là ở Mỹ dễ xin tiền bệnh lắm. Anh Mía hồi xưa có xin tiền bệnh, nhưng sau đó thì không biết sao đó ảnh một thời gian anh không có ăn tiền bệnh lâu rồi hả anh Mía? Bao lâu? Cũng 5-6 năm rồi. Cho nên á Hằng mới nói là nếu xin tiền bệnh lại cho anh Mía phải đi bác sĩ uống cái thuốc đó đều, và khi khám để bác sĩ mới khẳng định cái tinh thần như thế nào mới xin lại, chứ không phải bên Mỹ nó xin tiền bệnh là xin tiền bệnh. Cho nên hiện tại anh Mía sống với Hằng á là không có tiền gì đâu, chỉ có 250 tiền phút tem thôi anh Mía. 250 tiền phút tem là chỉ được mua đồ ăn chứ không được lấy ra tiền mặt, với lại được cái gì 200 mấy tiền mặt. Với 200 mấy không tiền đủ mặt, là anh Mía có khoảng chừng 520 thôi đó nha cả nhà. Là cho một tháng. Mà quý vị cứ nghĩ mỗi người sống ở trên đất Mỹ đi mướn phòng ở mỗi tháng có 520 đô đủ sống cho một người hay không? Không đủ. Vậy sống ở đâu mới đủ? Như vậy rồi hôm lấy mới đủ. Bữa kia ông bảnh thì ông nói ổng ra lấy chỉ có xuống suối mới đủ. Còn thôi không có đủ. Và nếu mà một người ở Mỹ mà chỉ có 520 đô thì chỉ có đi homeless mới đủ. Tại vì tiền nó bỏ túi để ăn thôi, đúng không? Đâu có chỗ ngủ, đâu có chỗ ở, đâu có chỗ tắm. Cho nên thật sự Hằng thương anh Mía, Hằng giúp anh Mía, Hằng coi anh Mía như là người anh ruột của Hằng vậy, chứ không phải là Hằng dẫn, ngay cả dẫn anh Mía về Việt Nam, Hằng cũng mua vé cho anh Mía đi về Việt Nam, chứ chẳng có một cái làm cái gì mà có vụ lợi cho Hằng hay là có bất cứ một cái gì cho Hằng. Anh Mía có đi theo Hằng mỗi ngày không? Lẽ bây giờ Hằng ở bển, Hằng đi làm, Hằng bỏ ổng ngồi ở nhà làm gì? Ổng đi theo thì Hằng dẫn theo, cả đám anh em đều dẫn đi, đâu đi có bè đó đi. Có khi nắm được cái phone quay phim được 5-10 phút, thích quay không thích giục cái phone xuống vậy, mỗi tay không quay nữa. Là ổng quay là Hằng cũng chịu nín thinh lại bắt cái phone lên Hằng tự quay đó, chứ đâu phải là Hằng lo cho anh Mía để mà Hằng vụ lợi, Hằng lấy được cái gì, lấy tiền mới chứa. Cho nên nhiều cái comment á, đôi khi mình nói á, trước khi mình nói á, mình phải suy nghĩ như thế nào rồi mình hãy nói. Chứ thực sự chính miệng anh Mía đó, thì biết anh Mía nói đó, anh Mía có được nhiêu tiền mỗi tháng anh Mía đưa cho Hằng thì biết rồi. Đó rồi, cho nên ở đây thì sẵn hôm nay đó, hồi trước đó thì anh Mía có gọi cho mấy chị em bà con gì đó, mà mấy chị em bà con đó hình như á chưa bao giờ, mấy người đó chưa bao giờ, Hằng biết cái người đó chưa bao giờ cho anh Mía được một
một đồng bạc nào hết á, người đó ở Mỹ, ở cũng gần gần thôi, ở Stockton gì đó. Thì khi những lời nói hôm đó đó có nói đó, Hằng cũng bực lắm. Thì nói anh Mía là bệnh, biết anh Mía vậy mà đem anh Mía về Việt Nam để cưới vợ qua để làm gì? Thì Hằng mới hỏi vậy chứ chị có ở đây lâu nay, vậy chị có lo cho anh Mía được cái gì chưa? Chị có rước anh Mía về, chị có cho anh Mía được đoàn nào chưa? Hay là như thế nào chưa? Còn nếu bây giờ gia đình anh chị em anh Mía ở bên Mỹ á, có mấy người em đó, mà nếu đem anh Mía về được lo thì sẵn sàng đem về lo, cái đó là một điều rất là tốt. Cho nên anh Mía Hằng không đành lòng bỏ anh Mía đi homeless. Thì Hằng mới coi anh Mía như người anh, bảo bọc anh Mía. Mà nếu như sẵn kiếm được một người vợ để lo chén cơm manh áo cho anh Mía, lo nhắc nhở tắm rửa cái giặt cái quần cái áo hay là cái này cái kia được, vậy là quý rồi đó chứ đâu cần gì. Còn bây giờ nói anh Mía mà kiếm người phụ nữ bên Mỹ, kiếm ở đâu đây? Kiếm có, đã kiếm có lâu rồi. Như vậy thì là giống như một đứa Barbie rồi. Thì bây giờ đó là coi như là người bầu bạn nhắc nhở đi, phải không? Cũng giặt cho anh được cái quần cái áo, làm bầu làm bạn vậy thôi. Thì bây giờ ở đây á, chị Sòn có biết không, những cái phim này mà khi Hằng đưa lên á, cả thế giới đều coi nha. Rồi hết á. Ví dụ, cả thế giới đều coi. Chị Sòn là người thương anh Mía mà hứa bảo bọc anh Mía là mình phải làm tốt như vậy, giống như mình đã từng hứa. Chứ không phải nói những người phụ nữ để mượn con đường đi qua Mỹ, rồi sau đó thấy những người đàn ông không vừa ý với mình, không thích thì mình bỏ. Thì cái điều đó thì không có được. Tại những cái phim này là Hằng làm trong cái chương trình của Hằng là cả thế giới đều biết, đều thương những anh em, đều thương những anh em trong cái hoàn cảnh này hết trơn. Từng anh một này, anh Mía hay là những anh trong chương trình của Hằng, là những nhiều nhà hảo tâm coi, những khán giả coi rất là thương mấy anh này. Cho nên luôn luôn muốn mấy anh này tốt, muốn mấy anh này có một cái cuộc sống tốt đó. Thực sự nếu như mà chị mà thương được anh Mía, bảo bọc anh Mía thì một điều nó quá là tuyệt vời rồi đó. Thì tại vì thật sự á, chị Sòn nha cả nhà, thì hồi xưa sống với anh của Hằng cũng 20 năm đó, 20 năm nha, là dâu của mẹ Hằng 20 năm đó. Rồi mẹ Hằng mất, ba Hằng mất, rồi hai người thì chia tay rồi, nhưng mà Hằng vẫn coi chị là giống như chị em ruột. Hằng vẫn coi chị giống như chị em ruột của Hằng. Thì biết là chị sống có giống như chị sống, cũng từng sống có tình có nghĩa với gia đình, lo cho ba mẹ của Hằng rất là chu đáo. Cho nên Hằng vẫn coi chị giống như là chị em ruột của Hằng. Chứ thí dụ như chị là một người phụ nữ mà không có đàng hoàng mà chị bỏ chồng á, thì làm sao mà chị thôi chồng mà Hằng coi chị như chị em ruột của Hằng được, đúng không anh Mía? Thì cứ thả lỏng tinh thần tự nhiên chút đi, không cần căng thẳng. Đâu có gì. Mà sống cuộc sống dài thì như vậy thì phải làm những điều gì nữa chứ, chừng đó đâu có đủ thiếu chi ai, đúng không? Rồi giờ sao lấy gái 40 nè, mía 50 hả? 40 tôi bỏ ra 40 đồng cho rồi. Mía năm mấy, mía năm mấy, mía 59 năm hả? 9. Mía 59 thì 60. Lấy gái 40. Cho 60 đi. Cho 60, 59 cho 60. Vậy lấy gái 40 vậy thấy được không? Quen gái 40. Chị 2 46 à. Là 64. Để coi 40 với 60 là lớn hơn 20 hả? Cũng đâu có sao. 19 à, 41 rồi. Đó cũng đâu có sao đâu. 41 rồi. Đâu có sao đâu. Miễn sao là sống vui vẻ là được rồi anh Mía. Tuổi tác đâu quan trọng đâu. Mà nhưng mà chỉ nè, Hằng mà có cưới qua cho anh Mía đi, chỉ mà dám bỏ anh Mía chỉ cũng chết với Hằng à. Hằng nói như này cả thế giới biết à. Hằng đã nói Hằng là người bảo bọc anh Mía, đúng không? Chỉ mà bỏ anh Mía chỉ cũng chết với Hằng chứ. Bây giờ mấy anh em trong chương trình của Hằng đi, Hằng có muốn anh em nào mà bị cái gì không? Đương nhiên là không rồi. Mía cũng không muốn những chuyện gì xảy ra, nhưng mà điều là sợ những điều gì ở trước kia sau này cũng như nhau, là thấy trầu đó tiêu. Làm sao? Mà trước kia thì Hằng mới vừa kể câu chuyện vừa trước kia đã có chồng,
đã có vợ này rồi này kia đó chỉ có chồng thì đương nhiên rồi chứ thì bây giờ cỡ đó, gái ở đâu mà cỡ này mà chưa có lấy chồng mà đi kiếm gái chưa lấy chồng. không có nói gì vấn đề cuộc sống trong gia đình hạnh phúc thôi, chứ còn không phải mà nói gì vấn đề riêng biệt chia ai hết, nhưng là nói chung 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 thôi không. Thì bây giờ nè, miễn anh Mía cứ, đó là một lần chị cũng đổ vỡ rồi, anh Mía cũng ly dị rồi đúng không? Đó. Thì bây giờ cứ tìm hiểu với nhau, mỗi người ai cũng một lần đổ vỡ rồi, rồi biết đâu khi mà hai người mà hợp thì sống được một cái cuộc sống hạnh phúc, chứ không lẽ khổ hoài cả đời, không lẽ lấy nhau cái ly dị hoài, phải không? Thì sợ cái đó đó. Giờ có không chị Sòn? Bây giờ cho Có dù anh Mía như thế nào, chị Sòn có nắm tay bảo bọc anh Mía cả đời không? sao Đã là Hằng hứa với Hằng rồi mà. Nếu rồi. dù sau này đó có là anh Mía với Sòn mà Mía mà thương á, thì Sòn sẽ nắm tay suốt đời. Như vậy Vậy thì Hằng đã lên tiếng vậy rồi, sao Sòn dám? Tại anh Mía là không có cờ bạc rượu chè, cái gì cũng có, chỉ có hiền chỉ có vậy thôi, hơi mệt một chút mình nói vậy thôi đó, chứ không có gì chứ không có gì hết, là không có gì phiền phức, vợ chồng sống sống mà với nhau chỉ cần được vậy thôi chứ. Rồi đó, chồng của chị có được vậy không, phải không? Chồng của chị là anh tôi mà, cái gì tôi biết mà. trường biết cũng anh Hằng nữa mà. Thì ông bởi vì đó thôi, cho nên ông Mía là anh tôi, cho nên nó ai mà làm tổn thương ông Mía cưới ổng qua mà bỏ ổng là không được với tôi rồi đó, đó là đương nhiên rồi. Em nào cũng là em hết, nhưng mà điều là ở bên kia thấy một thân một mình như vậy thì có kết nghĩa anh em phải không? Anh nhớ hả, thương mới nói phải nói chứ, nói ông là có cuộc đời ông có bước lắm ông mới gặp tôi đó, phải không? Phải Không gặp giờ cuộc đời anh Mía làm sao rồi, thì cũng lon thon vậy thôi. cũng lang thang vậy thôi. Mà sợ Hằng nó không đi lang thang đó, chứ có mấy anh em bà con nó nghe về ở 1-2 tháng là cũng đi lang thang vậy tiếp đó, mà sợ Hằng Hằng hét ra lửa luôn, là không dám dích đi đâu nữa, hét ra lửa luôn á. Nói chứ khi lang thang mà mình kiếm việc làm được đi làm thì cũng thấy thong thả, là mình Bây giờ làm nè, mình cưới vợ qua cuộc đời anh khỏi cần đi làm gì hết trơn á. Ổng bệnh không có chính phủ lo, chị Sòn làm cho tôi là đủ sống rồi, anh đi với tôi nữa có cơm ăn có nhà ở rồi, xong vậy là được rồi. ở bên này cũng có lòng con chắc xin làm nhà cửa nè Với để ra cái đi đó ông làm làm ông bớt cái cây cũng sợ đau, kêu ông bưng cái gì tôi lại tôi bưng cái cho nó ngồi làm thôi gì, phải không? Đó, như vậy lòng lòng người làm gì trên đồ sợ nặng sợ đau thì lòng xong mà làm việc được. mà nhìn nó cũng trẻ chứ đâu có thấy 60 nha chị Sòn, đâu có thấy 59 đâu, phải không? Nhìn nó trẻ rồi, cũng cũng xứng với bà này nha. Hồi trước mấy cái hình đi già quá trời luôn, Bây giờ thấy không có mệt, già, bây giờ thấy trẻ, hồi trước lúc đi homeless mới già, mà lúc đó đi ngoài đường ngồi vậy đó. không biết lo lắng quá, với lại Mà bị ngủ ngoài stress, đường nữa. ngủ ngoài đường 8 giờ họ quán thì người ta đưa mở karaoke bóng vi không đồ, mình 8 giờ nằm ngủ trớ rồi Đó, ngày nào mời cửa tiệm, nằm cửa rồi quán cửa ngủ vậy cửa đó. quán ngủ Mưa gió gì cũng ngủ vậy, hôm lát ngủ vậy đó. hầu đó là mưa ngủ có nhiều nhiều lúc mưa lạnh đắp một cái mền thấy lạnh quá biết sao đi kiếm mấy cái bọc cái vào nó nè bỏ thêm lên nữa cho mưa Để nó đắp của lên ướt đó. đó, ngủ Rồi bây giờ ở nhà hàng nó không ăn cũng bị chửi nha, ốm cũng bị chửi, không nghe bố nghe ông đó nói với nào ốm cũng bị chửi, không ăn cũng bị chửi, chứ không phải là ở mà ăn bị chửi nha. Đồ ăn này đầy đồng đầy đàn đầy đống, mà ổng nha lết tối ngày ở ngoài giường mà không ăn là về cũng bị chửi. Không ăn ra ngồi chơi ra chơi mà không ăn cũng bị chửi Không ăn cũng bị chửi chứ không phải ăn bị chửi đó, giống vậy đó, lo cho bởi vậy đó, không có phước thì còn gì. bởi cho nên mỗi lần chơi canh cái giờ ăn cứ kêu ra lấy tờ giờ ăn thôi có hàng đó Chửi chửi không thôi, không ăn
ăn nó chửi nữa, ông Đo nó ốm cũng bị chửi. Kể ra không ăn cũng bị chửi, ông Đo nó ốm cũng bị chửi. Bởi giờ nói tao lấy mỗi lần chơi bia rồi thì nói tao lấy rồi 10 giờ 11 giờ rồi thôi bỏ banh để vô ăn cái gì no rồi ra chơi. Chứ đừng có chơi hoài ra hàng ra thấy gì là lo đó. Tôi đi không tối ngày mà ông với nó chơi mà làm gì thấy. Đâu có biết đâu, đi về đâu muốn đi về mở cửa ra thấy hỏi hai người ăn chưa. Kêu Alex luôn chưa ăn. Cái lo vậy vậy còn vậy nữa. Mà cả không với mấy ông này vậy. Con tôi còn có mệt với hai đứa nhỏ đâu có la. Hai nhỏ khỏe lắm, đâu la đâu đi học về đó làm bài nói biết á. Suốt ngày hai nhỏ qua làm bài làm hôm gớt rồi này kia rồi tối rồi cái chơi game nó gửi đi ngủ. Mà mệt mấy lớn mà mê chơi không ăn. Bởi cho nên hàng nó nuôi hai thằng con nít này chơi cũng phá. Đó thì ok thì thôi bây giờ hai người cứ làm quen đi ha. Hai người thì kể đi cứ từ từ rồi làm quen. Rồi nếu được thì từ từ cái gì cũng từ từ thì nó tới. Từ từ cháu cũng nhờ. Bạn cho nên xưa nó có gì kìa. Tôi là họ Từ đó nha. Tôi là họ Từ đó nha. Là Từ đó thiệt sao là Từ luôn. Rồi nè, hỏi quý vị khán giả coi có ai đồng nhưng ý không? Có sao đồng tình không? Để cho anh Mía có một cái cuộc sống tương lai không? Có ai ủng hộ không? Không thì thật ra thằng cũng nghĩ như vậy. Thằng nói nếu mà thực sự đó thì anh Mía có một cái người kế bên thì nó cũng đỡ lắm. Nhưng mà người đó phải thật sự là người phụ nữ, không phải là bông chen, không phải là bông chen đua đòi gì hết. Thì thật ra thì cuộc sống của chị Sòn như vậy thì Hằng cũng hiểu chị. Hằng hiểu rất là nhiều nha, hiểu chị như chị em ruột vậy. Thì chị cũng an phận vậy thôi, cũng một người phụ nữ sống an phận. Hiểu an phận không anh Mía? An phận là lo lắng gia đình, không có. Nếu có gia đình rồi thì có gia đình rồi không có vậy đó. Có gia đình rồi thì phải an phận là phải có cái gì là nghĩ là cũng có trách nhiệm gì nhiều đâu, đúng không? Là sợ một cái thôi là có con, sợ nhất cái đó. Bây giờ ông nghĩ sợ lấy vợ nữa có con hả? Vậy thì đừng có con. Rồi ông nội ông ngồi gì thái cũng chó, thái cũng chó mát rồi. Trời ơi, cả bạn thì... không có đẻ nữa đâu, đẻ gì nữa, thấy không? Anh biết cũng đã có hai đứa con rồi, rồi bà cũng có con rồi, thì thôi đẻ chi nữa. Xin. Mà ở Mỹ thì đẻ ra chứ không có nuôi chứ, ông nuôi rồi ông lo. Hầu nó có vợ, nó chở cỏ vợ cỏ con đi làm luôn. Trời, giờ không biết mà có đứa con nhỏ vui lắm mà. Thôi, không dám rồi. Mà nói giỡn thôi chứ, bầu bạn cho vui thôi, con cái gì. Nếu mà thật sự được thì hai người tới với nhau để bầu bạn cho vui thôi. Chứ con cái gì. Dạ, ok, rồi thôi vậy đi. Rồi chị Sòn cũng cứ làm quen anh Mía nói chuyện rồi đi ha. Rồi nếu được thì hai người cứ tự nhiên, thoải mái. Lớn hết rồi. Hàng lọ. Hằng nói chuyện mà mình nói chuyện đôi lúc mình mắc cỡ thì mình nói chuyện có cái đúng cái sai nào, chồng nó phiền lắm, chứ sợ lời nói của mình nói ra nó sai cái mình kéo lại không được. Vậy nãy giờ có nói gì sai không? Hằng nghĩ thì có gì sai không? Không. Không có. Không. Nãy giờ có nói gì sai đâu. Bởi cho nên cái lời nói mình nói vô trong YouTube phải nói cho đồng hồng vậy. Chứ không có nói lộn xộn. Không có nói gì sai hết trơn. Không nói gì lộn xộn. Nói gì thôi chứ đâu có nói gì sai đâu. Thì giờ nói anh Mía cứ tìm hiểu đi. Rồi được thì Hằng cưới vợ cho anh Mía, Hằng cưới thiệt đó. Mấy Hằng cưới thiệt mà, Hằng nói rồi mà.
cưới qua thằng bỏ bọc cho anh mía thì cũng như bỏ bọc vợ anh mía luôn. Người vợ anh mía có công ăn việc làm từ chỗ nhà của thằng để khỏi cần phải đi làm ở ngoài, người sợ bon chen cái gì vậy thôi. Người anh mía thì vẫn ở nhà thằng có cuộc sống mỗi ngày trôi qua, vợ chồng sống với nhau hạnh phúc vậy được rồi. Chứ thì cũng muốn dạy. Muốn dạy không? Sợ. Sợ sau này đi hôm lấy chờ 70 rồi bác đi hôm lấy nữa nên tội. Bác ông đi hôm lấy. Đâu biết đâu. Hả? Tương lai sẽ tức có. Hôm lấy là tự không có đường ông chọn thôi à. Không có. Nếu chứ... không có mình nghe lời Hằng là không có đi hôm lấy. Chứ mà mình không đi làm sao có tiền trả tiền tiền nhà, tiền cửa mình thì, nợ. Thì ý anh nói anh mía cứ nghe lời Hằng, anh mía ở nhà ngoan ngoãn như vậy thì anh mía đâu có cần đi hôm lấy. Thì nói dài cho quý khán giả nghe. Chứ còn có thời gian tới cũng già cả rồi. Già ở đây có chính phủ lo, ở Mỹ già có chính phủ lo, bệnh có chính phủ lo. À lo bán em kêu... có quốc tịch mà. Có quốc tịch thì cũng đỡ cho mình. Tại vì mình đừng làm gì sai hết thì quốc tịch nó sẽ còn mãi mãi trong trong mình hạnh phúc. Trong gia đình sẽ còn mãi mãi chứ còn mình xóa vợ con gái cái bàn quốc tịch giang nè, cái fast food của giang nè, còn cái sắt không dục ra ngồi đường nó rầu sao về Việt Nam ta cầm passport quốc tịch Mỹ luôn, passport Mỹ luôn, thấy à? Ngon lành rồi phải không? Tỏ bài như vậy chứ sao tương lai của mình. Sợ có chuyện gì sẽ ra rồi, phải nè, phải nhịn nhục, phải có sự nhịn nhục nữa kia mới mới được thành công chứ còn đúng không rồi. Nhịn nhục là không công bây giờ không được thành quen công nhau cưới nhau đi về hai vợ chồng sống với nhau thì nhịn nhục với nhau thì nhịn nhục nói được. Nhịn nhục với nhau có gì quá đáng thì nhịn nhưng nhục. Mà nói giống như nói thằng la anh mới hay cãi lại nè mà đúng. Giống như mai mốt này vợ la đúng thì không cần cãi lại. Còn nếu mà cái gì sai mình nói rồi, còn đúng là mà... không cần cãi lại. Giống như Hằng la anh mía đúng rồi thì anh mía cũng cãi, mà Hằng cũng la rồi thôi chút cũng hết. Đó phải không? Bởi đôi lúc la cái phải làm gì, la ngay ngay thì thấy cũng khó chịu. Hay là mở cửa đi khổ đi, khổ la nữa. Đúng rồi. Rồi nè thì cũng liên lạc với gia đình anh mía rồi thì Hằng bệnh Hằng chưa có khỏe đó cả nhà, thì ok chờ cho một tuần hai tuần nữa, chừng chắc cỡ hai ba tuần nữa đi rồi Hằng sẽ trước khi đi về Mỹ thì Hằng dẫn anh mía về ngoài Đà Nẵng để cho anh mía đốt nhang ba mẹ ha, cúng viếng ra rồi Hằng sẽ dẫn mía về Đà Nẵng. Nhưng mà bây giờ mình không biết là đi Đà Nẵng hay đi bằng xe thì chắc nó lâu hơn hả? Đi xe thì cỡ chừng 2 ngày. Còn đi máy bay thì nè. Đi máy bay thì đi rất Sài Gòn đi máy bay cũng được. Sài Gòn mua vé máy bay về Đà Nẵng chắc cũng cỡ 100 đô máy bay. Hơn à. Hay dễ hả? Hơn à. Hơn hả? Mấy trăm nữa. Trời. Hồi nó mua direct cái vé máy bay đó để về Đà Nẵng luôn thì kèm theo cái giấy đó. Bây giờ giờ mình chơi xong mình có giấy sẵn mình lên phía trường mình đi cũng được. Mà bay thì mấy tiếng? Có mấy tiếng? Sài Gòn bay về Đà Nẵng hả? 2 tiếng không? Cỡ chừng 2 tiếng. Tại vì máy bay local mà từ Sài Gòn á bay qua Lào. Sài Gòn, dân Lào ở Sài Gòn cũng có phải không? Nhà bay qua Lào đốt máy bay cho dân Lào hay là dân Lào ra thì từ Lào bay về Đà Nẵng. Cho nên đốt máy bay đó thì đi cả chừng cỡ 1 tiếng, 2 tiếng. Hằng xong công việc ổn ổn hết đi. Rồi trước khi về Mỹ á mình mới đi Đà Nẵng, thấy không? Để Hằng xong công việc trước rồi Hằng sẽ dẫn anh mía về ngoài quê chứ không phải là không dẫn nha. Để cho anh mía thăm mồ mả rồi dẫn chị Sòn đi chơi luôn ha. Ok. Sòn đi với anh mía luôn phải không? Ok.
đi giờ biết đâu là hai người có duyên có nợ ha. Thì Hằng cũng hy vọng hai người có duyên có nợ đi, để cho thành một đôi đi, rồi anh Mía có bầu có bạn là Hằng yên tâm rồi đó. Nếu mà thật sự cưới chị Sòn qua có, chị Sòn lo cho anh Mía là Hằng yên tâm đó. Nếu Hằng nói thiệt, nhắc nhở anh Mía nè, rồi đỡ lắm chứ. Bầu làm bạn. Sự nhắc nhở thì đôi lúc uống thuốc nghe lời, có vợ rồi là anh đỡ hơn, tinh thần anh sẽ ổn định hơn đó. Cái đó là thiệt đó anh Mía. Mấy đêm đi ngủ không được đó. Mấy đêm nay tại chỉ gì trái múi giờ đó. Tại sao ngủ với anh nha? Tại sao ngủ với anh? Không phải. Không phải. Tôi cười rồi tôi bị đau bụng. Chị cho Sòn ngủ với Mía nha. Em Mía ngủ được không? Chị không mất cả rồi. Với Sòn để ngủ lại Hằng được mà. Hả? Hai người đồng vào. Bây giờ nếu mà cho cái Sòn ngủ với Mía, Mía mất cả không? Chắc có lại có à. Chắc không biết thì chết mà. Vậy không hả? Chắc mắc cỡ hả? Chết để tôi kêu chị Dung giờ á. Cho Mía uống, uống xỉn rồi lo cái Sòn thấy cho phòng của Mía rồi đâu. Bây giờ chọc Mía kiểu này còn sao ta chắc chết quá. Rồi cái bắt đầu tôi đè tôi quay phim nha. Tôi quay phim với tôi đăng lên chết rồi. Quý khán giả thấy cái lời nói cũng như vậy là họ cũng thấy sợ rồi. Mía nghe Mía sợ chọc ông thôi chứ không lẽ làm thiệt vậy. Cái đó là tình cảm chứ gì cũng để tới tự nhiên. Đây là Hằng muốn nói đây là chuyện tình cảm của anh Mía chị Sòn để tới tự nhiên thôi. Đôi khi cũng chọc cho vui thôi chứ nếu mà như mà hai người có tình cảm thật phải tới một cách bằng tự nhiên. Chứ không có ép, mấy cái này không có ép, không ai ép ai được á. Vì sao vợ đánh phâu vào bò cho thiệt nhiều trúng đóng chị đang về dục. Nếu thương được thì Phải mua vé số, thôi. Không mua vé số. Ok, rồi thôi. Vậy thì xin chào quý vị khán giả đi rồi hứa coi nếu như làm quen sau đó thì có cái gì thì Hằng sẽ thông báo từ từ coi cặp đôi anh Mía với Bích Sòn này coi có thành không ha. Rồi thì đến đây cũng chấm dứt, còn không biết tiếp tục nữa hay không. Tại sao không biết, chưa biết tiếp tục nữa hay không phải không? Chưa biết phải là tiếp tục lên lên tivi không lên à? Tivi đó lên chứ Hằng đi với Hằng mỗi ngày thì vẫn lên mà. Rồi còn chuyện Bích Sòn thì cứ từ từ tìm hiểu ha. Rồi lỡ uống xỉn này chung vô phòng Bích Sòn thì phải cưới rồi đó. Có đi không có đời nào đi lộn ai hết. Đi lộn sòn không đời nào đi lộn phòng chứ đúng không. Uống xỉn là cũng không có lộn phòng đúng không. Uống xỉn cũng đi lộn phòng, nhớ cái cầu tới cái cầu thôi, còn tới nhà phòng khóc tới cái cửa nào mình trời cháy nhãn quá trời luôn. Sống đi lọt cái nhãn ăn ăn không anh á, hỏi Mía ăn không ăn nó Hằng ăn không 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 phải không ăn thằng hỏi anh á, ăn trái cây ra ăn trái cây chứ không ăn đi được mua thôi. Vậy chào quý vị khán rồi, giả rồi mới đi. Xin chào quý vị khán giả, xin bye bye. Sòn với lại Mía đến đây cũng xong việc rồi. Xin chào quý vị. Để khi khác. Ok. Rồi thôi thì video của Hằng tới đây cũng xin tạm dừng. Thì đây hôm nay Hằng muốn thông báo về anh Mía như vậy đó, để cho gia đình có xem được thì cũng có hiểu một chút xíu về anh Mía như thế nào. Hoặc là quý khán giả xem anh Mía chương trình của Hằng lâu nay cũng hiểu thêm về anh Mía. Chứ thật ra Hằng thương các anh, Hằng giúp các anh trong chương trình của Hằng được một người nào tốt thì Hằng rất là vui luôn luôn. Hằng muốn tất cả các anh đều tốt chứ không có một cái vụ lợi gì cho Hằng. Các bạn cứ nghĩ một cái video Hằng quay các anh này Hằng lấy được bao nhiêu tiền. Cho nên đôi khi những cái lời comment mình nói trước khi mình nói mình phải mình suy nghĩ một chút để mình nói nó không có mất lòng mọi người. Hoặc là gia đình của anh Mía thì có chị em bà con bên Mỹ đó có những lời nói hôm trước Hằng nghe Hằng rất là giận. Nhưng mà thôi thì thật sự Hằng chỉ làm những cái gì theo cái bản năng của Hằng, cái lương tâm của Hằng. Hằng giúp anh Mía thì anh Mía hiểu thôi. Hằng có thương anh Mía như người anh hay không, có lo lắng hay không thì điều đó anh Mía là người hiểu hơn ai nhất.
chứ không cần phải ai nói. Chứ nếu mà Hằng không có thương anh Mía để lo lắng như vậy thì chắc anh Mía không có nghe lời Hằng cho tới giờ này anh Mía dẫn được một cái hình dạng đẹp như thế này đâu. Đó, bao nhiêu thì quý vị khán giả cũng đủ hiểu rồi. Rồi Hằng chỉ có muốn hy vọng là nếu thực sự anh Mía với chị Sòn được một đôi thì Hằng là người cũng rất là nhẹ gánh. Tại vì chị Sòn là một người chị mà lâu nay Hằng cũng là một người chị trong gia đình của Hằng. Chị dâu thôi mà thôi anh của Hằng rồi mà Hằng vẫn coi như là chị em ruột. Thì các bạn biết là chị cũng là một người phụ nữ lam lũ đó. Nói chung là người phụ nữ lam lũ, an phận. Nên Hằng mới muốn là kết cho anh Mía, để anh Mía được một người phụ nữ đó tới cả cuộc đời anh Mía cho yên ổn thôi. Đơn giản thì chị nghĩ đơn giản vậy chứ không có gì hết. Ok, rồi video của Hằng xin chào tạm biệt. Rồi chị Sò anh Mía sẽ chào tạm biệt. Chào tạm biệt. Rồi, bye bye. Rồi thôi đi kiếm trái cây ăn đi. Bỏ cái microphone.